Mục tiêu học tập là nhất trình bày giải phẫu, ảnh tim mặt trên X quang. Thứ hai là dấu hiệu đánh giá mục tiêu to. Ba, trình bày ảnh X quang một số bệnh lý tim mắc phải. Và thứ tư là một số X quang một số bệnh lý tim bẩm sinh. Chúng ta về mặt giải phẫu thì thường mình sẽ khảo sát các tư thế là thẳng sau trước, đánh giá biết là bên phải tim sẽ có các bờ là đầu tiên tính là chủ trên ha, rồi tới bờ là mặt chủ lên là đây, rồi tới bờ nhĩ phải bình thường thì tính là chủ lên thì nó không, nếu nó không có phòng như vậy không có lớn mà sẽ không thấy được. Đối với tim trái thì đầu tiên có khung mặt chủ rồi tới thân mặt phổ và cái kiểu vị trái, vị trái nếu nó không lớn thì thường thường nó sẽ lõm vào, sẽ lõm vào, rồi cái thắt, thắt trái. Rồi đối với cung động mạch chủ thì cái X quang là được tạo thành do sự chồng ảnh của cái quai động mạch chủ và cái động mạch chủ xuống. Bình thường thì mình lấy từ bờ bên trái của khí quản ra đến cái bờ ngoài của cung động mạch chủ, bình thường nó bé hơn 35 mm, kích thước là bình thường. Rồi đối với cái động thân động mạch phổi, thì khi mình đo mình sẽ kẻ đường tưởng tượng từ bờ ngoài của động mạch chủ nối với cái bờ ngoài của tim, rồi mình sẽ đo từ cái thân động mạch phổi ra cái đường kẻ này, bình thường nó trong khoảng từ 0 đến 15 mm, tức là khi mà nó lõm vào quá 15 mm là bất thường, hoặc khi nó lồi ra khỏi cái đường tưởng tượng này là bất thường. Thì trường hợp mà nó nhô ra khỏi cái đường tưởng tượng này thì mình thường cảm thấy là trường hợp tăng áp lực trong mạch phổi hoặc là tăng lưu lượng máu qua động mạch phổi. Rồi, trường hợp thứ hai là nó nhô sâu hơn 15 mm thì có hai trường hợp, hoặc là bất thường thứ nhất là do bất thường của động mạch phổi, hay nó thường bất sáng hoặc giảm sáng ở tập trung tứ pha lô là thân trung động mạch, hoặc là nó do cái động mạch chủ và cái bờ tim này nó lớn nên nhô. Rồi bờ kiểu vị trái thì nó sẽ nằm ngay dưới bờ của thân mặt phổi, bình thường sẽ lõm nhẹ vào trong, cái trường hợp là bất thường nó nhô nha. Rồi ở cái tư thế nghiêng cái bờ trước thì sẽ có cái thất phải trước, rồi cái thân mặt phổi và cái khung động mạch chủ rồi bờ chủ ngực. Rồi ở phía sau mình sẽ có thắt trái ở đây và cái tiểu nhĩ trái, cái nhĩ nhĩ trái là cao hơn. Rồi khi đánh ra cái X quang và đánh tim thì mình sẽ có cái chỉ số tim và ngực là như là cái bằng cái đường kính ngang lớn nhất của tim chia ra đường kính cong lớn nhất của lồng ngực. Thì bình thường nó sẽ đối với trẻ sơ sinh thì bé được 0.6, còn đối với trẻ lớn hơn một tháng đó, người lớn rồi nè, thường là bé hơn 0.5. Rồi một số trường hợp dư giả tức là tim bình thường nhưng mà trên X quang mình thấy nó to, đó là những bệnh nhân mà không thể đủ sâu béo phì hoặc mang thai hoặc những cái bán mụn. Thì tức là trên X quang mình có thể thấy chỉ số tiêu lượng ngực nó lớn nhưng mà các là tim bình thường. Rồi trường hợp thứ hai là những bất thường của lồng ngực, nó sẽ gây trẻ tim nó gây tim xoay đi, thì mình trên X quang cũng thấy nó to nhưng mà là bình thường. Thì trường hợp âm giả tức là tim mà có bất thường nhưng mà trên cái X quang thì là cái chỉ số tiêu lượng ngực bình thường.
và những trường hợp mà tắc nghẽn đường ra của thất mà trong giai đoạn đầu thì thất đã ứng bằng cách đó là nó sẽ phì đại phụ trừ kiểu đó thì tim nó chưa có to tới giai đoạn nó giãn thì tim nó mới to. Và khi sau khảo sát tim thì quan trọng nhất mình sẽ đánh giá cái tuần hoàn phổi, mình có cái năm cái dạng tuần hoàn phổi là tuần hoàn bình thường, thứ hai là tăng áp tĩnh mạch phổi, hay là tăng áp động mạch phổi, thứ tư tăng lưu lượng và thứ năm là giảm lưu lượng. Tăng lưu lượng là tăng dòng máu, tăng cái dòng máu qua cái tuần hoàn phổi. Rồi để đánh giá cái tuần hoàn phổi thì mình sẽ có sẽ đánh giá cái động mạch phổi xuống bên phải, đây, cái nhánh này. Rồi động mạch phổi xuống phải thì sẽ cấp nó cái vị giữa là vị dưới. Thì bình thường mình sẽ đo trước cái vị trí của chi nhánh, trước vị trí của nhánh thì bình thường nó sẽ bé hơn là 17 mm. Rồi đánh giá thứ hai là đánh giá cái phân bố của mạch máu phổi và từ đỉnh đến đáy phổi. Thì ở tư thế đứng bình thường thì dòng máu đến đáy phổi sẽ nhiều hơn đến đỉnh phổi là do cái ảnh hưởng của trọng lực. Do đó cái kích thước mạch máu của vùng đáy phổi cũng sẽ lớn hơn vùng đỉnh phổi là bình thường. Rồi cái thứ ba là mình đánh giá cái tuần hoàn phổi đó là cái phân bố mạch máu phổi từ trung tâm ra ngoài bi, nãy là từ đỉnh đến đáy thì từ trung tâm ra ngoài bi. Thì bình thường đó, là cái mạch máu phổi cả động mạch tĩnh mạch luôn nó sẽ nhỏ dần từ trung tâm ra ngoài bi bình thường. Còn trong tăng áp tĩnh mạch phổi là có sự phân tái phân bố dòng máu ở trong phổi, tức là dòng máu đến vùng đỉnh sẽ bằng hoặc là lớn hơn cái dòng máu đến vùng đáy phổi. Do đó cái kích thước mạch máu vùng đỉnh phổi sẽ bằng hoặc là lớn hơn cái kích thước mạch máu vùng đáy phổi. Đây là con to là kích thước mạch máu vùng đỉnh phổi nhé, đây vùng đáy phổi đỉnh sẽ lớn hơn vùng đáy phổi. Rồi trong tăng áp động mạch phổi thì cũng có sự tái phân bố dòng máu nhưng là từ cái trung tâm ra ngoài đi, tức là mạch máu vùng trung tâm thì rất là lớn so với ngoài bi bình thường nó hẹp nhỏ vậy. Thì mình sẽ thấy là vùng trung tâm này nó lớn hơn nữa thì cái vùng ngoài bi nó rất là nhỏ, thì do đó thì nó là tăng áp động mạch phổi. Thứ tư là tăng lưu lượng của mạch phổi, tức là trong cái tăng lưu lượng của mạch phổi này tất cả mạch máu theo phân bố từ đỉnh hoặc đáy hoặc từ trung tâm ra ngoài bi đều lớn hơn so với bình thường. Tức là ở vùng đỉnh phổi nó cũng lớn hơn so với bình thường nhưng mà cái đường kính của nó sẽ bé hơn vùng đáy phổi, còn vùng trung tâm cũng lớn hơn ngoài bi nhưng mà nó không quá lớn quá cách biệt. Đó là tăng lưu lượng tuần hoàn phổi. Còn trường hợp giảm lưu lượng tuần hoàn phổi thì người bạn khó đánh giá hơn, thường mạch máu thường nhỏ ít hơn sơ bình thường. Đây cái bản tóm tắt ha, cái bản tóm tắt về cái đánh giá tuần hoàn phổi thì mình sẽ đánh giá ba yếu tố. Nhất là cái đường kính của động mạch phổi xuống bên phải, thứ hai là phân bố của dòng máu phổi từ đỉnh đến đáy, và thứ ba là từ trung tâm ra ngoài đi. Thì đối với tuần hoàn phổi bình thường mình tóm tắt lại đó là cái động mạch phổi phải xuống thì kích thước bình thường sẽ bảy bé hơn 17 mm. Rồi phân bố từ vùng đỉnh vùng đáy, tức là ở vùng đáy sẽ mạch máu vùng đáy sẽ lớn hơn vùng đỉnh, và ở trung tâm sẽ lớn hơn ngoài vi. Và rồi đối với tăng áp tĩnh mạch phổi thì cái nhánh động mạch phổi phải xuống nó sẽ lớn hơn 17 mm từng hàng vùng đỉnh sẽ bằng hoặc lớn hơn vùng đáy, còn đối với từ trung tâm ngoài vi thì nó là bình thường. Rồi đối với tăng áp động mạch phổi thì mình cũng có cái động mạch phổi xuống phải lớn 17 mm
cái từ tuần hoàn từ vùng đỉnh vùng đáy thì là bình thường, tức là vùng đáy phổi nó sẽ là có vùng đáy phổi sẽ lớn hơn có vùng đỉnh phổi, nhưng mà từ trung tâm ngoại vi thì mà có vùng trung tâm nó sẽ rất là lớn so với vùng ngoại vi. Còn cái trường hợp mà tăng tuần hoàn của phổi á, thì nó sẽ có cái động mạch phổi phải xuống cũng lớn, rồi hai cái phân bố về cái đỉnh đo đáy là trung tâm ngoại vi là bình thường. Đây là cái hình ảnh ha, đây là cái sơ cứng lớn là bình thường ha, là tăng áp đỉnh mạch phổi, thì tăng áp động mạch phổi của này là tăng tuần hoàn phổi ha, chúng ta tăng động mạch phổi hình này, động mạch phổi rất là lớn ha, ở trung tâm lớn, còn ngoại vi là nhỏ. Còn tăng tuần hoàn đỉnh mạch phổi thì sẽ có tái cơ cấu phổi. Rồi một cái bước nữa là sẽ đánh giá các bù tim, tương tự sẽ đánh giá lớn nhĩ, nhĩ phải, nhĩ phải, nhĩ trái, thân cái. Lớn nhĩ phải khi mà nhĩ cái bờ nhĩ phải này mình đo từ giữa ha, ra ngoài thì bờ nhĩ phải nó sẽ lớn hơn 5,5 cm. Rồi, cái tiêu chuẩn thứ hai là tăng cái độ lồi lên trên ở bờ gần vị trí đổ vào của tủ trên là đây. Được là mấy hình này mình thấy ha, chỉ phải là bình thường. Dốc xuống vậy ha. Rồi đối với cái lớn chỉ phải như thế, vùng ngồi gần cái vị trí đổ vào của tủ trên này nó lồi lên. Rồi lớn thất phải thì trên xuyên thẳng thân nghiêng sánh giá ha. Trên xuyên thẳng á, là cái bờ tim trái, tức là bờ của thân này tròn, còn cái mõm tim nó sẽ chết lên trên. Rồi trên thân nghiêng thất cái co sẽ làm hẹp phản xạ sau xương ức. Đây là lớn thất cái nha, trong này là thân nghiêng nhĩ. Đây là trên xuyên thẳng ha, thấy bờ của thất cái tròn, còn cái mõm tim thất lên trên. Trên xuyên nghiêng thấy cái thất phải lớn và sẽ làm hẹp cái phản xạ sau xương ức là bình thường, còn cái khoảng khác sau xương ức đây, tại vì thất cái là nằm ở phía trước, trên cái bộ phân bố tim là thất cái là phía trước, nhĩ trái là phía sau, còn thất phải là phía trước, nhĩ trái là phía sau, thất cái là bên trái, còn nhĩ phải là bên phải, do đó cái hendis quan của mình là cái bờ phải là chỉ phải, cái bờ trái là thất trái, còn cái vị trái là thất phải là do nó nằm cái nằm trước nằm sau, cho nên nó không tạo thành cái bờ trung thấp ở trên xuyên thẳng, mà ngược lại trên xuyên nghiêng ấy, thì mình sẽ thấy bờ trước đây là thất phải ha, thì bình thường nó có cái sau xương ức có phản xạ, thì trong trường hợp mà thất phải lớn lên thì nó sẽ lắp trên phản xạ sau xương ức đó. Hồi lớn vị trái thì có nhiều tiêu chuẩn, nhất là cung tiểu vị trái đầu là cái cung thứ ba bên cung trái ha. Rồi hình ảnh bờ đôi bên phải hay những mũi tên là hình ảnh bờ đôi ha. Còn cái này là gì anh chị? Đó là gì? Phải để đi ra trái thì có mấy cung, cung này là gì à, thấy gọi lên à, tiểu nhị là chỗ bên đây, dưới đây, qua đồng
vì cái dấu hiệu đó để nhận biết lớn tiểu nhị là cái trọng cái gốc Purina Carina hoặc là phế quản phần gốc bên trái hàm cao, hoặc là đo cái khoảng cách từ cái bờ dưới cái phế quản gốc bên trái cho đến cái bờ phải của vị trái, hãy dùng đây ha, đo sang đây thì nó sẽ, nếu mà lớn vị trái thì nó sẽ lớn hơn 7 cm. Rồi nếu mà trên phim nghiêng mà chụp có uống barium thì mình thấy thực quản bị ép trên phim nghiêng. Rồi đối với lớn cá thì và tim cá nhưng mà lớn đầu lớn cá lồi và tròn ứng với giai đoạn là phì đại lớn cá, còn sau đó chụp lớn cá dài giãn ra và mở tim sẽ chút xuống dưới. Số bệnh lý tim mạch phải xong rồi tới tim bẩm sinh nữa hả, về phải đây mình sẽ nói về số ung bệnh như hẹp hai lá ở hai lá, hẹp qua mặt chủ và ở qua mặt chủ. Rồi hẹp hai lá là bệnh rất là bệnh thường gặp ở Việt Nam nha, 50% thường do thấp tim, nguyên nhân thì 50% thường do thấp tim và tỷ lệ nữ chúng ta là 8.1. Các nguyên nhân gây hẹp khác đó là viêm mỡ hoặc nhiễm trùng và u nhầy vị trái. Rồi khi mà hẹp van hai lá mức độ nhẹ thì bình thường cái diện tích của cái lỗ van hai lá từ 4 đến 6 cm², hẹp nhẹ thì cái diện tích là từ 2 đến 4 cm², thì tương ứng với cái áp lực của màng phổi lúc này là 10 đến 12 mm chuyển lên. Thì trên X-quang đối với cái hẹp van hai lá nhẹ thì chưa thấy thay đổi gì, bóng tim chưa thay đổi gì, còn bố mạch máu cũng chưa thấy thay đổi, do đó cái X-quang bình thường không loại được cái hẹp van hai lá. Rồi hẹp hai lá từ trung bình đến nặng, trung bình thì diện tích lỗ van là từ 1 đến 2 cm². Rồi hẹp nặng thì diện tích lỗ van bé hơn 1 cm². Cái sinh lý bệnh của hẹp hai lá, khi có hẹp hai lá thì sẽ có tắc nghẽn dòng chảy từ nhĩ trái xuống thất trái, do đó cái áp lực của nhĩ trái sẽ tăng và sẽ dẫn đến giãn cái buồng tim trái. Rồi khi mà buồng tim trái giãn thì sẽ gây tăng áp lực của túi tim mạch phổi, rồi từ cái áp lực mạch phổi lâu ngày sẽ dẫn đến tăng áp lực động mạch phổi. Rồi nếu tự tăng áp lực mạch phổi sẽ là tăng áp lực thất phải và cuối cùng là giãn cái buồng thất phải. Do cái hình này mình thấy bệnh nhân có cái lớn nhĩ trái hình như là lớn nhĩ trái, mình thấy bên bờ đôi bệnh nhân có lớn là mạch phổi, tức là tới cái giai đoạn là tăng áp lực mạch phổi rồi. Lớn nhĩ trái trước rồi sẽ tăng áp tĩnh mạch phổi, sau đó có tăng áp lực động mạch phổi, cuối cùng sẽ giãn buồng thất phải. Trên nhà X quang mình sẽ có những sai thay đổi về gì đó, mình sẽ nói về sai đổi về cái tim, thay đổi về tuần hoàn phổi và thay đổi về cái chủ mô phổi. Rồi thay đổi về tim thì mình sẽ có cái lớn nhĩ trái. Lớn nhĩ trái thì có rất nhiều dấu hiệu nãy mình đã nói rồi, rồi là lớn thất trái, trong cái hẹp hai lá thì thất trái sẽ có bình thường nha. Hẹp hai lá thì nó sẽ không ảnh hưởng đến thất trái, nó chỉ ảnh hưởng đến thất phải và dây đoạn nhảy thôi. Trên đây mình thấy nè, đây là dấu hiệu gì? Như của mạch máu tăng áp lực từ mạch phổi bất ngăn,
sưng to hay là tiểu nhị trái nó đang áp lực cái động mạch phổi. Rồi thay đổi được động mạch phổi như này sau khi bệnh mình đầu tiên nó sẽ tăng áp lực cái động mạch phổi. Mình tăng áp lực động mạch phổi thì mình có phải giống như là tái thông bố mà nó phổi là tái thông bố cái tĩnh mạch nó to lên vùng đỉnh và cái kích thước của vùng đỉnh nó sẽ to bằng hoặc là lớn hơn ở vùng vùng đáy. Rồi nó sẽ xuất hiện các đường kẹt lây ABCD, thường thứ nhất là kẹt lây B nha. Rồi với cái đầu mà phổi là thấy to dần, rồi về sau thấy to chúng ta mà nhỏ ra đi thì tương ứng là tăng áp lực trong mặt phổi. Đây mình sẽ lấy cái đường kẹt lây A, kẹt lây B ha, đây là kẹt lây A, đi về là vùng đáy phổi ha, kẹt lây A sẽ từ vùng rốn phổi xung quanh cái rốn phổi. Rồi đối với thay đổi chủ mô phổi thì có cấp tính và mãn tính ha, cấp tính gặp phù phổi, phù phổi thì mình chia ra là phù phổi mô kẽ và phù phổi phế nang. Thì tổn thương những cái đường kẹt lây đó là phù phổi mô kẽ, còn phù phổi phế nang người ta thấy tổn thương phế nang gần quanh quanh rốn phổi, cánh bướm quanh rốn phổi hai bên. Rồi nếu mà mãn tính thì người sẽ có những cái đốm lắng động hemoglobin do hemoglobin nó thoát ra ngoài hồng cầu. Thường là ở bụng bay dưới và giữa, nhiều ở dưới và giữa, ở trên thì ít lắm. Đây là những cái đốm tác động một series. Rồi hoặc là những cái dãy sơ của xương sơ, hoặc là những cái đốm mờ do nhồi máu phổi cũ là dãy dính mạch phổi, đó là những cái thay đổi về cái chủ mô phổi ở giai đoạn mãn tính của hẹp van hay lá. Về hẹp van hay lá thì có thể là cấp tính là do đứt cái dây chằng cột cơ, rồi sau nhồi máu cơ tim, như là bệnh nhiễm trùng, hoặc là mãn tính thì sau thấp tim, hoặc là do cái lỗ van nó giãn rộng ở từ là bởi hội chứng mạch phổi hoặc bệnh cơ tim. Về hình ảnh X-quang của lỗ van hai lá mình sẽ thấy là cái nhĩ trái và thận trái sẽ giãn rất là to, và so với nếu mà so với hẹp van hai lá thì cái nhĩ trái sẽ lớn to hơn rất là nhiều so với cái bệnh hẹp van hai lá. Rồi quanh mạch chủ sẽ lớn nhỏ không lớn nữa, khung đường tim nó giảm ha. Nên thở van tức là trong cái thời kỳ tâm thu đó, thì nó đã mạch máu từ thân trái nó sẽ lên động mạch chủ và cái van hai lá nó đóng tức là nó không cho máu từ thân trái đổ về nhĩ. Thì trong trường hợp thở van thì nó vừa đóng lên động mạch chủ và máu nó từ thân trái sẽ đổ về nhĩ trái nữa, cho nên cái cung đường tim sẽ giảm, cho nên cái động mạch chủ nó sẽ nhỏ. Rồi lâu ngày sẽ có tái thông bố từ màng phổi, các đường kẹt lây thì chậm hơn và không rõ so với hẹp van hai lá. Trên đây thì mình thấy đây cũng tim to ha, rất là to, rồi chân bên thẳng, chân bên nghiêng. Mình sẽ thấy to cái gì, nhĩ trái to nó sẽ đẩy cái phế quản mình trái ra sau, và đây là to của thận trái. Hẹp van là chủ, về hẹp van là chủ thì có thể là hẹp tại van chiếm tỷ lệ phần lớn, hoặc hẹp dưới van, hẹp trên van thì chiếm hơn. Thì bình thường diện tích của cái van mạch chủ từ 2,5 đến 3,5 cm. Khi mà diện tích này nó hẹp xuống dưới 0,7 cm vuông thì nên có diễn lâm sàng. Về sinh lý bệnh á, khi mà có hẹp van mạch chủ thì nó sẽ tăng đến cái thất cái và dày đậm tăng cái thất cái. Về sau sẽ thấy nha, giãn ra. Rồi ở cái động mạch chủ nó sẽ có tình hiện tượng là giãn sau hẹp ở động mạch chủ lên. Do về đó cái hình ảnh X-quang mình á là chủ yếu là mình thấy cái bờ tim bên trái giai đoạn đầu
nó bầu ha, nó bầu lên cho cái dày của ta thích cái, rồi cái mà đuối lên của mình đó, nó giãn, do đó nó sẽ cong qua phải. Bình thường là mặt đuối lên của mình ha, cái bờ ngoài của nó sẽ không không được vượt quá cái bờ ngoài của nhĩ nhĩ phải, nên cái từ đầu mà cái bờ này nó lồi hơn so với cái nhĩ phải thì là nó giãn ha. Rồi quay lại chủ của mình là bình thường, nó không to vì cái lưu lượng giảm. Về sau thì mở tim cho chút xuống rồi giãn thất cái, hoặc là mình có thể thấy gì đó, thấy được cái nguyên nhân, ví dụ như đóng vô của anh là chủ, nó gây hẹp của anh là chủ, gặp khoảng 80% sau thì thấp thấp tim hay đóng vô của anh là chủ. Còn đây là cái tế bào bạch tuyến nó giãn, giãn sau hẹp, nó hẹp là chủ. Nguyên nhân thường gặp nhất đó là sao thấp tim. Còn đây là những nguyên nhân khác, ví dụ như giang mai, chứ là mạch nhiễm trùng, hội chứng mạch phân, chấn thương hoặc bọt tắc của mạch chủ, vân vân. Về vệ sinh lý bệnh thì khi trường hợp ở bên mạch chủ, máu sẽ phục ngược vào thận trái trong thời kỳ tâm trương, cho đó sẽ giãn nguồn tim trái, rồi từ đó sẽ giãn cái vòng van hai lá, gây hở van hai lá và cuối cùng là giãn cái nguồn dĩ trái. Trong cái hẹp van này thì nó không liên quan đến cái gì khác, còn trong cái hở van của chủ nó sẽ gây giãn vùng dĩ trái. Bên mình ha, mình thấy trường hợp hở van của chủ là ô tim lớn, mình thấy lớn dĩ trái ha, cho thấy chút xuống dưới, chút xuống dưới cơ mặt. Ở trường hợp mà hở van của chủ thì bóng tim nó rất là to, hoặc là thường chỉ số tiêu động lực sẽ lớn hơn 0.6. Động mạch chủ lên là thường không giãn, ngược lại nó hẹp van. Rồi nếu mà động mạch chủ lên nó có giãn, mình phải coi chừng có cái hẹp van kết hợp. Nếu mà ở van đơn thuần thì động mạch chủ lên thường không có giãn. Rồi qua động mạch chủ cũng thay đổi luôn. Nó thường biểu hiện như là lớn, lớn cái thấp, lớn cái cao. Nói về một số cái bệnh tim bẩm sinh thường gặp là đầu tiên là thông tuyến thất, thông tuyến nhĩ, còn hoàn toàn mặt, tứ chi pha lô, hẹp van động mạch chủ. Cái thông tuyến thất là phát sự kết thông thương giữa hai thất, còn cái chi là thông tuyến thất phần màng và phần cơ bè. Đây là các thất. Đây là phần cơ bè, những vị trí ở đây cơ bè là phần màng. Cái biểu hiện trên X-quang của thông thất nó sẽ tùy thuộc vào cái kích thước của lỗ thông. Khi cái lỗ thông nhỏ thì trên X-quang hầu như là bình thường, và khi mà lỗ thông trung bình thì đây là cái bài sẽ có luồng thông từ trái sang phải, và do đó cái từ thông từ trái sang phải nhưng mà nó sẽ giãn, giãn đoạn nhĩ trái và thất trái do tăng cánh tâm tương, tức là nó sẽ đổ về thất phải, rồi thất phải nó sẽ đi về, máu sẽ nhiều đi về nhĩ trái, nhĩ trái rồi nó sẽ gây giãn nhĩ trái và thất trái là do tăng cái cánh tâm tương, tức là máu đổ về nhiều quá, vậy sẽ giãn cái nhĩ trái và thất trái. Còn khi mà lỗ thông lớn thì thất trái của chị cũng to do tăng cánh tâm thu. Nhưng mà khi mà lỗ lớn quá thì từ thất máu của thất trái sang thất phải nhiều quá thì thất phải nó co lớn nhiều quá nó cũng gây giãn thất phải. Rồi động mạch chủ của mình sẽ bình thường hoặc là nhỏ do cái vùng tim giảm do cái lỗ thông lên thất, thì cái máu nó tự đi từ thất trái qua thất phải, do đó cái máu mà từ thất trái bơm lên động mạch chủ nó sẽ giảm ha. Do đó cái động mạch chủ mình sẽ bình thường hoặc là nhỏ. Rồi trong khi đó cái cung động mạch chủ sẽ phồng to do tăng cung lượng và sẽ dẫn đến cái tăng tuần hoàn phổi chủ động, tức là tăng lưu lượng máu lên phổi. Rồi ở giai đoạn trẻ sẽ có cái hội chứng Asperger,
làm xe nhận nó tăng áp động mạch phổi, động mạch phổi giãn lớn ở trung tâm và nhỏ ngoại vi, là đây là bài sẽ tăng áp động mạch phổi. Đây trường hợp là mổ ha, có thể tăng áp động mạch phổi, thấy ha, cái khu vực mạch phổi rộng rồi động mạch phổi phải xuống cũng rộng luôn, rất là lớn luôn, rồi cũng tất cả các mạch máu ngoại vi thì nhỏ ha. Tăng áp động mạch phổi. Trên đương nhiên mình thấy đây thắt phải ra được ra thắt phải nó lớn ra nó làm hẹp cái khoảng sáng sang ngực. Rồi đối với thông liên nhĩ thì mình có bốn vị trí, nhất là thông liên nhĩ lỗ thứ phát là chiếm phần lớn. Đây thông liên nhĩ lỗ thứ phát là chỗ này ở giữa ha, ở giữa cái phát liên nhĩ lỗ tiên phát là 92% là phía trước. Rồi cái thứ ba là thông liên nhĩ thể xoang tĩnh mạch, tức là nào gần cái chỗ lỗ của cái tĩnh mạch trên tuổi trên hoặc là tĩnh mạch tuổi dưới lỗ đầu nhĩ phải thì gọi là thông liên nhĩ thể xoang tĩnh mạch. Rồi nhóm thứ tư là thông liên nhĩ thể xoang vặn, tức là nó đổ vào cái xoang vặn. Xoang vặn là ở bên thận đầu nha, nhớ không? Những lượng máu từ tim mà đổ vào nhĩ phải xong vặn. Đây ha, đây là lỗ thứ phát, xong lỗ thứ phát hay là thể xoang tĩnh mạch hay là thể xoang vặn. Trong thông liên nhĩ á, có cái đường thông từ trái sang phải, là từ nhĩ trái sang nhĩ phải. Do đó cái trên giãn rộng cái nhĩ phải và thất phải. Bệnh này chỉ ảnh hưởng đến buồng tiêu hóa thôi, nhĩ trái và thất trái bình thường. Rồi động mạch chủ thường bình thường hoặc nhỏ do giảm cung đường tim. Trong đó do cái động mạch phổi á sẽ thành to do tăng cung đường. Rồi cũng tương tự ha, các bệnh tim bẩm sinh mà có đường thông trái phải thì ở giai đoạn trễ sẽ có hội chứng Asperger và sẽ có tăng áp động mạch phổi. Cái hình này cũng là nhỏ ha, còn mạch phổi là lớn ra. Rồi giai đoạn muộn thì là một cái sinh mệnh tức là tăng áp động mạch phổi, là động mạch phổi ở trung tâm lớn ha, ngoại vi nhỏ đây ha, đây là động mạch chủ nè, đây là mạch phổi phòng ra. Rồi đây là động mạch nằm đổ phải xuống phải rất là lớn, trong khi đó thì cái động mạch phổi là chỉ nhỏ tăng áp động mạch phổi. Còn ống động mạch, tức là ống động mạch là nối giữa động mạch chủ với là động mạch phổi ha, nhưng còn tồn tại cái đó nữa thì nó sẽ có cái đường thông từ trái sang phải, tức là từ động mạch chủ sang động mạch phổi thì sẽ gây tăng từ mạch phổi chủ động rồi dẫn đến là nhĩ trái và thất trái giãn, động mạch chủ phòng to do tăng cung đường tim thì giai đoạn trễ cũng có cái hội chứng Asperger là với cái tăng áp lực động mạch phổi. Đây là trường hợp một cái phim ở cổ của một bệnh nhân có động mạch chưa phim thẳng, mình sẽ thấy lớn hơn mạch chủ của động mạch phổi rồi lớn thân trái nữa ha. Ở trên phim nghiêng mình sẽ thấy lớn vị trái, thấy dấu hiệu là cái phế quản phía bên trái, còn chính trái vẫn phế quản trái này. Đẩy cái phía sau vừa lớn cái vị trái rồi khoảng sáng sang sân nước làm sẽ hẹp rồi lắp bởi cái động mạch chủ lớn động mạch phổi. Rồi tứ chứng pha lô là bệnh tim bẩm sinh thường gặp nhất ở trẻ em. Tứ chứng pha lô thì thường có hẹp phiểu động mạch phổi rồi phì đại thất phải thông liên thất và động mạch chủ cỡ ngửa và liên thất. Trong tứ chứng pha lô sẽ có cái hẹp phiểu động mạch phổi, cho đó cái tuần hoàn phổi sẽ giảm. Thì nó trên tuần hoàn phổi giảm thì biểu hiện những cái xoang sẽ là
đỡ cái khung động mạch phổi, nên khung động phổi sẽ lớn mà. Và 25% bệnh nhân sẽ có cái quai là bệnh chủ bên phải, từ quai bệnh chủ nằm bên trái đây, bên phải nằm bên đây. Trong cái lý phân lô thì thất phải sẽ bị dài, do đó mình sẽ có bóng tim to và to cái dạng to thất phải, đó là bóng tim sẽ thất lên trên, bóng tim mình dày vậy hả? Giống một cái bị dày vậy. Cái cung động mạch phổi nha, bị đỏ rồi, thất phải to thì bóng tim nó thất lên trên. Này đây chơi thứ thắng ha, thứ thắng thấy cái cung động mạch chữ đỏ rồi, mỏm tim to hoặc tim to mỏm tim phát lên trên thì mình bị dày. Rồi ở phía nghiêng thì là do thất phải to thì mình thấy phản xạ xương, phản xạ xương nước đó thấy không, thấy được phản xạ xương nước luôn, do thất phải to, to ra phía trước. Rồi đây là cái lý follow với cái quai động mạch chủ bên phải, người ta quai chủ bên trái
cơ nhú và suy suy tim trái. Đây là những cái dạng mà nó gây cái tăng áp tuần hoàn tĩnh mạch phổi. Rồi nếu mà cái tuần hoàn phổi bình thường là tăng lưu lượng thì nó gặp là thông tin thấp hoặc là có mạch mạch. Rồi nếu mà cái tuần hoàn phổi bình thường cái dạng mà tăng áp tuần hoàn phổi thì có thể gặp là hẹp và thay lá VC, tức là thông tin thấp hoặc là có mạch mạch. Rồi đó là trường hợp mà cái dị trái này lớn. Còn nếu mà dị trái nó không lớn rồi thì đến mình sẽ coi cái động mạch phổi nữa, nó có lớn hay không. Hai lớn là kẻ cái đường tưởng tượng á, từ cái quay mạch chủ tới cái thắt cá á, cái động mạch phổi của mình á, nó nhô ra khỏi cái đường đó thì là cái động mạch nó lớn. Hoặc là mình đo cái động mạch phổi phải xuống lớn 17 mm là lớn. Rồi nếu mà cái động mạch phổi mình đã lớn rồi, mình cũng lại tiếp tục coi cái tuần hoàn phổi mình nó thuộc cái loại gì. Nếu mà bình thường ha, tuần hoàn phổi mình cũng được dạng bình thường thì mình sẽ có những số bệnh lý này hẹp động mạch phổi rồi giãn hoặc là giãn động mạch phổi vô căn. Thường là phóng tim, nếu mà lớn rất là lớn
gặp số lượng thế này. Rồi. Và vấn đề